Chè dây sau khi đun sôi 15 phút thì ta dùng bình giữ nhiệt để giữ ấm. Thật là tuyệt vời hơn khi được thưởng thức trà kèm với bánh ngọt. Nó vừa làm giảm cái độ ngọt của bánh, giúp chúng ta ăn bánh không bị ngấy, vừa giúp cho tiêu hóa tốt hơn. Nhà quê là như vậy đó, cuộc sống thật là bình yên, giản dị, không ồn ào, vội vã, bon chen. Em Thủy Chè Dây xin chào cả nhà mình nhé.